Đồ gỗ Thành Khuyên kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại cơ sở đồ gỗ đồ thờ Thành Khuyên. Thì ở phía trước màn hình quý vị đây là một bộ sập thờ gia tiên hoàn chỉnh, bao gồm bàn thờ và cả bộ cuốn thư cô đối, với chất liệu chúng tôi làm hoàn toàn bằng gỗ hương đá. Thì trong video clip này chúng tôi sẽ báo giá công khai cụ thể cho từng chi tiết cho mọi người thấy được. Thì đầu tiên tôi xin nói về chiếc bàn thờ. Đây bàn thờ là bàn thờ mai điểu chân 24, được chúng tôi làm với thông số kích thước kỹ thuật dài 2m17, rộng 1m07 và cao 1m17. Chân vuông 24, dạ tiền dạ ngang đều dày 5 phân, khuôn tranh 5 phân và ván mặt 2 phân. Với chất liệu chúng tôi làm cả bộ sập thờ, cuốn thư cô đối đều hoàn toàn bằng gỗ hương đá. Loại gỗ rất được nhiều người ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Và chiếc bàn cương có chiều dài 1m27, rộng 61 và cao 47. Có thể mọi người có thể được đặt được 2 mâm cơm. Và bộ cô đối cuốn thư cũng là chất liệu gỗ hương đá, có chiều dài của chiếc cuốn thư là 1m97, rộng 87 và dày 4 phân. Và đôi cô đối là chiều dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân. Với chất liệu chúng tôi làm mọi người có thể để ý được, hoàn toàn bằng gỗ hương đá. Hàng chúng tôi đục rất chi là kênh bong và sắc nét. Ở đây thì chúng tôi đang để mộc đấy, vừa mới làm nguội xong. Thì mọi người thấy để ý được đây, hàng rất chi là đẹp nhá. Từ những chiếc cuốn thư đấy, với chất liệu là hoàn toàn gỗ hương đá Đức Lưu Quang chúng tôi làm đấy. Bộ cuốn thư cô đối mai hóa này đấy, sẽ đi với bộ sập thờ đấy, cũng là mai hóa, hàng đẹp chuẩn chỉ. Hàng chúng tôi lựa chọn vân rất cẩn thận và gỗ già. Hàng đục kênh bong sắc nét đến từng chi tiết. Đây mọi người có thể để ý được đây. Đây là đôi cô đối. Hàng rất chi là đẹp nha mọi người. Đấy, với chất liệu là hoàn toàn cũng đá. Cô đối là đục rồng ở bên cạnh hông, là đục diềm hồng trí. Hàng rất đẹp luôn. Đây thì tôi xin báo giá cụ thể công khai cho mọi người biết được, là với bộ sập thờ mai điểu chân 24, có kích thước dài 2m17, rộng 1m07 và cao 1m17. Và bộ bàn cơm có kích thước dài là 1m27, rộng 61 và cao 47. Chúng tôi bán với giá là 37 triệu phun sơn hoàn thiện. Ở đây là dạ tiền dạ ngang đều dày 5 phân, khuôn tranh 5 phân và ván mặt 2 phân. Đấy, hàng rất chi là dày dặn. Và đôi cô đối, cuốn thư cô đối là chúng tôi bán với giá là 19 triệu, hàng 4 phân, có chiều dài 1m97, rộng 87, dày 4 phân. Và cô đối là dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân. Đấy, hàng rất chi là đẹp nha mọi người. Quý khách hàng nào có nhu cầu hãy gọi điện trực tiếp cho cơ sở đồ gỗ Thành Khuyên chúng tôi qua số điện thoại 0398 949 884 hoặc theo số Zalo 0398 949 884, hoặc có thể đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ Thành Khuyên chúng tôi đặt tại địa chỉ trung tâm làng nghề mộc La Xuyên Vàng thuộc xã Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Chân thành cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã xem video clip.